Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình giới thiệu anh em cái đôi đèn pha của con Trường Giang. Này là bốn rắc này, này hai rắc đây. Đấy, mặt sau của nó đây, mặt trước mình quay lại. Mình làm một tay nên là nó hơi ấy nhá. Đây, mặt trước của nó đây. Đấy. Đây mã sản phẩm ở đây nhé. Đây một cặp của nó. Đây, khách lấy một cặp. Đây một cái mã nó đây. Để mình gỡ ra. Anh em mà có cần phụ tùng gì nhé thì cứ Zalo cho mình, có điện thoại mình duy nhất đây là 097 995 815 nhé. Phụ tùng của tôi Đức Bình. Rồi, xin chào anh em nhé.